thực hiện nghị quyết số 272 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thuê dịch vụ hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông từ quý 2 vừa qua đến năm 2025. Mỗi năm, tỉnh sẽ trích ngân sách trung bình trên 10,8 tỷ đồng để chi trả cho việc thuê mướn hệ thống giám sát này. Tổng chi phí thuê mướn hệ thống giám sát là trên 54 tỷ đồng, gồm một trung tâm chỉ huy, một trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ, hai trạm khai thác dữ liệu ở thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào, một trung tâm giám sát an toàn giao thông đặt tại trung tâm giám sát giao thông tại Công an tỉnh. Hệ thống gồm 72 trạm giám sát hình ảnh có âm thanh, hiện trường. Hệ thống camera giám sát sẽ góp phần nâng cao khả năng phòng chống các loại tội phạm, góp phần khám phá nhanh vụ án hoặc xác định lỗi vi phạm giao thông tại các vị trí có thiết bị.